Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình góp nhận 150 token có hiệu là LXP nữa các bạn. Con này trong chương trình bán hàng phi sale các bạn. Để tham gia giao này, mình click phần link mô tả dưới video của mình, mở ra một start. Sau khi bấm start xong nó có hiện một cấp trai, các bạn cấp trai các bạn. Sau khi bấm trai xong thì các bạn bấm continue này. Vô đầu tiên các bạn xem kênh cấp follow của seller các bạn. Rồi mình xong rồi bắt up rồi. Tiếp tục Twitter follow rồi viết tăng 3 người bạn nhấp vào. Nhiệm vụ medium thì nhiệm vụ không bắt buộc các bạn bỏ qua nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nè. Để mình coi chương trình bán hàng pixel của nó mà. Rồi các bạn chấp nhận như Twitter nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào. Các bạn muốn điền một câu bình luận như các bạn Good day job. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình dần bằng cộng mình hay cộng của khu. Miếng kẹo thế này là kẹo ngon đó bạn. Này cộng lấy du. Rồi bạn tự quyết đây nha bạn. Sau khi các bạn tự quyết, các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm vào nút submit tên các bạn. Nhiệm vụ đi bỏ qua các bạn, các bạn bấm done. Tiếp tục thì các bạn gửi đường link Twitter của mình nè các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Twitter thì các bạn nhấp vào bay vào bên cùng nữa, nhấp vào mũ sơ nữa các bạn. Các bạn bấm vào bay vào bên cùng, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép vào khai như tạm nè. Rồi sau khi các bạn sao chép vào khai như tạm, các bạn bắt up lên các bạn, các bạn bắt vào đây nè bạn. Ây dạ, các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục thì submit UV with link thì các bạn mở Twitter mình ra lại nha các bạn. Những dáng thế này thì tôi cần thường thường nó phong phối lắm nha các bạn. Rồi Twitter thì các bạn mở Twitter mình ra này các bạn nhấp vào qua và anh cùng tiếp tục nha các bạn. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Quá lót yếu, mạng lót yếu các bạn. Rồi bấm qua Twitter cho trả lời nè các bạn. Twitter cũng được. Rồi các bạn chia sẻ cái bài của nó các bạn. Rồi bạn cũng sẽ chép vào, sẽ chép liên kết rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn cũng bắt từ đây nữa các bạn. Rồi bạn gửi cho bot tiếp tục các bạn. Submit follow medium. Các bạn muốn follow thì follow, còn không follow thì bạn bấm skip bỏ các bạn. Rồi các bạn bấm skip rồi bỏ qua các bạn. Vì mình gỡ đại đường link profile mình bấm luôn. Rồi tiếp tục bạn gỡ địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Thì các bạn vô bullet nè. Bạn mở địa chỉ chút bullet mình ra các bạn. Tất cả các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn sao chép lên Bet20. Rồi các bạn gỡ chút bot nè. Rồi bạn gỡ chút bot nè. Ok các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình các bạn. Mình nhận được 100 token là B nè. Ok vậy video mình đây đã... mình đã giới thiệu các bạn tham gia chương trình góp nhận 150 token là B. Đây là kết thúc của mình. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.